Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày, đồng thời có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển nữ Pháp tại thành phố Orleans, thì đến 22 giờ 30 theo giờ địa phương tối qua 3 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Manila của Philippines để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ mùng 4 tháng 7 đến 17 tháng 7. Trước đó, toàn đội đã có hơn một ngày trọn vẹn nghỉ ngơi để tham quan trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp và tháp Eiffel rồi làm thủ tục để đáp chuyến bay tới Philippines. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, toàn đội đã di chuyển về khách sạn Crimson, cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển bằng xe bus. Cũng trong hôm nay mùng 4 tháng 7, vào lúc 10 giờ 30 sáng, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo giải đấu dành cho các đội bóng thuộc bảng B, bao gồm đội tuyển khác như Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Lào.